Hôm nay ngày 8 tháng 10, hãng tin nhà nước RIA của Nga đưa tin một đám cháy lớn đã xảy ra trên cây cầu Kursk nối với bán đảo Crimea. Dữ liệu sơ bộ cho thấy bồn chứa nhiên liệu đang bốc cháy trên cầu, các vòm chịu lực không bị hư hại. Còn quá sớm để nói về nguyên nhân và thiệt hại. Nỗ lực chữa cháy đang được tiến hành, ông Oleg Grishkov, cố vấn lãnh đạo chính quyền bán đảo Crimea cho biết. Giới chức Nga đã đình chỉ hoạt động giao thông trên cầu, trong khi thị trưởng Crimea ông Sviatoslav Vusakov cho hay đã chuẩn bị khu vực nghỉ ngơi cho những tài xế không thể di chuyển qua cầu. Cơ quan đường sắt Crimea cho biết hệ thống theo dõi phát hiện đường dây bị lỗi tại khu vực đi qua eo biển Kursk vào lúc 6 giờ 05, tức là vào khoảng 10 giờ 05 theo giờ Hà Nội, trước khi đám cháy xảy ra. Dự án cầu vượt eo biển Kursk được khởi công năm 2015, hoàn thiện năm 2018 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014. Cây cầu trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga với chiều dài 19 km. Đây là cây cầu dài nhất châu Âu cho phép ô tô và tàu hỏa qua lại. Sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào hồi tháng 2, Nga sử dụng cây cầu này để vận chuyển xe bọc thép vào khu vực phía nam Ukraine. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng cây cầu Kursk là mục tiêu hấp dẫn với quân đội Ukraine, nhưng nhận định Kiev không có đủ vũ khí hiệu quả để tung đòn tập kích địa điểm này. Cây cầu nằm cách xa lãnh thổ của Ukraine, khiến phương án tấn công khả dĩ nhất là bằng đường không. Tuy nhiên, các tổ hợp phòng không S-300 và S-400 tại Crimea có thể ngăn cản máy bay Ukraine tiếp cận mục tiêu để không kích.